Long xin chào cả nhà nha. Hiện tại giờ là Long đang đứng ngay công viên nha cả nhà. Thường lệ là ngày nào cũng vậy, mình ra công viên tập thể dục á. Rồi mình thấy hình ảnh chú mèo ngay chỗ công viên rất là đẹp. Rồi mình quay một đoạn chia sẻ cả nhà xem cho vui nha. Hình ảnh trái cây với cây bánh tét với bánh chưng nhìn rất là đẹp luôn cả nhà. Sau khi mình về tới nhà rồi á, mình xin trên bàn Phật ha, đóng nước để mình lấy xuống ha. Rồi mình cắt mình lấy lon nước ra để uống nha. Nước đây là hạt tớp mình gói nè cả nhà. Nhưng mình không khéo tay lắm nên mình gói lon nước không có đẹp. Tại cái trang Phật nó nhỏ đó, nên mình gói một lốc 6 lon thì mình gói được 2 gói. Rồi bây giờ mình cắt mình lấy lon nước ra luôn nha. Đây mình làm nhớ kia. Đây một bên bê đông coke thôi cả nhà. Bây giờ mình khui ra mình bỏ đá mình ăn sáng mình uống luôn nha. Bây giờ mình sẽ cắt một cái lon nước này ra, lấy một lon mình ăn sáng mình uống. Còn là 5 lon đây mình cắt lại. Còn đây mình cũng chuẩn bị đồ ăn sáng nè. Có ghi vô mình mua bị cháo lòng ha, với lại rau. Cái lòng thì ăn kèm với rau á, mình về bây giờ mình đổ ra tô luôn nha. Tại vì mình thích ăn cháo đó nha, buổi sáng thì mình ăn cháo nó nhẹ bụng. Rồi mình ký vô mua bị cháo lòng, mình ăn sáng ha. Bị đây là mình mua cỡ 20k thôi. Buổi sáng thì mình ăn thì cũng là nhị nhị thôi ha. Mình ăn ít để lót lòng thôi. Rồi buổi trưa thì mình ăn no một chút. Hành là bả cái chế cho mình, là bả riêng cho mình, bả cho mình chút hành. Thì mình là khi mình chế ra tô thì mình cũng rửa tay rồi nha cả nhà. Cho mình rau đây. Ăn cháo lòng thì kèm với rau yến với lại giá, với hành tây, hành củ người ta bào ra. Ta bỏ cho mình một là bị mắm nè, một chỉ ớt, một miếng chanh. Buổi sáng mình ăn đơn giản thôi. Mắm đây thì mình cũng cho ra chén luôn.
đây thì dế thì người ta bán thì cho mình rau dế không ít nữa cả nhà. Ở nhà mình có dế để dành trong tủ lạnh á, mình bỏ thêm vô mình ăn. Cho miếng chanh vào đây ha. Chan mắm luôn. Nói chung ra bữa nay mình cũng còn đi công việc nữa nên mình không có nấu nướng gì hết. Mình mua đồ ăn sáng nên mình làm cái video thôi. Đây thì bán tô 20 ke ăn cũng được cả nhà, cũng có thịt đồ nhiều rồi ha. Mình cắt hai lóc nước ra đây, bây giờ mình lấy một lon. Mình cho vào đây mình ăn sáng luôn ha. Vừa ăn vừa uống luôn. Ok, đây nè, mình ăn mình uống nó tiêu. Nó có ghê. Đổ từ từ cho thêm nước chè. Mời cả nhà ăn sáng với mình nha. Ăn buổi sáng đơn giản thôi cả nhà. Nói chung là chén này nó cũng ngon, ngọt nước. Cách đây hai bữa mình cũng làm một cái video mình ăn chéo rồi mà. Bữa nay thì mình cũng ăn chéo tiếp tục mà, nhưng mình lại ăn chéo lòng. Tại trên đường về không có cái món gì để hợp khẩu vị với mình hết. Bánh ướt, bánh hỏi, xôi, bánh mì đồ mình không thích. Thì mình thấy cái món chéo lòng thì mình cũng ưa cái món chéo này nè. Mình về mình mua một tô về mình ăn sáng luôn. Nấu ăn cũng được ở nhà, ngọt lắm. Ngọt con. Cái chéo này tôi làm là mình ăn nóng nó cũng ngon hơn là ăn nguội. Mình phải ngồi mình ăn tại chỗ. Để mình mua về thì nói chung ra thì cũng cỡ 50-50. Cũng nguội rồi. Không nóng lắm. Nấu một gạo con bánh. Nấu gạo thì nó nhuyễn. Buổi sáng ở mình ở nhà yên tĩnh lắm. Ở nhà mình yên tĩnh lắm. Chim đều nó kêu ríu rít rít dễ thương. Sáng nào cũng như là một đàn chim sâu á, tới trước nhà mình à. Kêu ríu rít kìa. Mới quay lại mà gần hết tháng giêng đó nha. Hôm nay là 20 rồi, 20 tháng giêng rồi. Đối với lòng là cá lòng non với thịt, có thịt mềm nữa nha.
cổ họng với gan, huyết, tim đã đầy đủ. Nói chung là buổi sáng mình ăn cái gì cho nó dễ trôi, mình ăn cái gì nó lỏng lỏng, nó có nước nước á mình dễ trôi hơn, đúng không? Chứ mình ăn khô ít được lắm, sáng mà ăn khô là nó nghẹn. Ăn sáng mình dễ bị giảm trí nhớ lắm cả nha. Làm gì làm mình phải ăn một buổi sáng, mình phải ăn một ít vô trong bụng mình. Buổi sáng mình không ăn sáng nữa là mọi người mình là suy nhược cơ thể. Thời gian đó là mình sẽ bị đau bao tử dày dày mà nó sanh bệnh. Ví dụ không sáng nay phải làm xuyên ăn một ít vô trong bao tử của mình, có thức ăn nè vô bao tử của mình thì người của mình nó khỏe hơn. Không phải mình nhịn ăn trưa cũng được. Quá ngon luôn cả nhà, ăn thịt cháo đẻ luôn á. Giờ mình cho nước cho mình uống nước ha. Mình uống cái nước này vô là mình cỡ 5 phút sau là mình sẽ ở liền, tại vì nó có ghe á. Là mình đã làm xong buổi sáng rồi. Video của mình cũng đến đây kết thúc nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video và yêu mến mình thì cả nhà tặng cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Để mình có động lực nha, mình ra nhiều video tiếp theo hay hơn. Bye cả nhà.